ហេតុនេះព្រះចៅអធិការវត្តនិងគណៈកម្មការវត្តក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយឆ្លៀតឱកាសចូលរួមឲ្យបានកកដើម្បីអនុមោទនាយកកុសលរៀងៗខ្លួនកម្មវិធីបិណ្ឌបិណ្ឌចូលថ្ងៃសៅរ៍ 5 កើតខែកដិកឆ្នាំថោះត្រូវនៅថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023 ពីមុំមួយនៅមុំ 5រសៀលទទួលអង្គកឋិននិងអង្ការ ពេលយប់ប្រពុទ្ធកតតាមព្រះពុទ្ធសាសនានិយមខ្មែរព្រឹកថ្ងៃទី 6 កើតខែកដិកឆ្នាំថោះត្រូវនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023វេអង្គកឋិនដាទានអង្ការប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងឧបាសកឧបាសិកាជាកិច្ចឆ្លងវណ្ណមុនថុំបាវជឿតាំងបាងក្វាន់ជ័យយ៉ាផ្កទៅជួបព្រះតគុណដាគុងឡើងចុងតោជិះដែលជាងឯកាធីណា Cũng dường đến chư tỳ khưu tăng được ăn cư kiết hạ tròn 3 tháng tại chùa. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa và thí chủ có lòng hảo tâm dành chút thời gian đến tham dự buổi lễ điều trên. Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần cho buổi lễ được thêm phần long trọng hơn. Chương trình lễ giao lễ 17 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 6 tháng 10 âm lịch năm Quý Mão. Từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, đón tiếp thí chủ, dân y, dân bông. Buổi tối tiến hành nghi thức lễ theo phong tục Phật giáo Nam Tông Khmer. Sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 7 tháng 10 âm lịch năm Quý Mão. Tát bạch nhân vật thực đến chư tăng, hồi hướng kết thúc lễ. Bên chi rì điểm, xâm mây bình chạc cả thánh, nâng ông ca năm Pi Pan Đục Hay Bí. Mũi lục lý trinh thi Huế nơi Campuchia. Pí lục di duốn nâng lục ta đền Thái nơi Kỳ Mét. Bí lục sơn sóc nạc sĩ mai thị liếng nơi Phung Âm Biết. Bốn bông lầm tí linh chay sơn thị hóa nơi Phung Hòa Thành. Tám lục di huân thị thón nơi Phung Đai Thật Sồ. Trong mũi lục dĩ an thi xù lý nâng côn kim bình hoáng nâng phương đai tà sồ. Trong bí lục ta sừng khén nâng côn nâng phương đai tà sồ. Trong bí lục sừng tái nạc sĩ sơn thi hòa Huế nâng Campuchia. Danh sách các thí chủ dân bông dân y năm 2023. 1. Bà Trịnh Thị Huệ ở Campuchia. 2. Bà Yun và ông Danh Thại ở Cây Mét. 3. Ông Sơn Sóc, bà Mai Thị Liên ở ấp Đào Diên. 4. Ông Lâm Ti và bà Sơn Thị Hòa ở ấp Hòa Khanh. 5. Bà Quỳnh Thị Hon ở ấp Đa Sô. 6. Bà An Thị Su Ly cùng con Kim Minh Hoàng ở ấp Đa Sô. 7. Ông Sơn Khen cùng các con ở ấp Đa Sô. 8. Ông Sơn Tài, bà Sơn Thị Hoa Huệ ở Campuchia.